Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 221. Ở bài này thì các em cũng dùng cho thầy kỹ năng luôn. Các em lấy số mol của H2S4 chia số mol của sắt thì nó nằm trong khoảng lớn hơn 2 nhỏ hơn 3 luôn. Đó, các em có thể chọn chất. Ví dụ các em có thể chọn là 37,5 mol và 100 mol thì các em lấy 100 chia 37,5 thì các em sẽ có nằm trong khoảng lớn hơn 2 nhỏ hơn 3. Như vậy bằng kinh nghiệm thì thầy đã chứng minh được rằng là có mol sắt 2 và mol sắt 3. Đó. Đề thi hỏi là khối lượng sắt tham gia phản ứng là bao nhiêu? Tức là các em phải tìm ra x gì. Đó. Không có gì khó khăn cả. Thầy sẽ tìm ra x gì thông qua những phương trình mà nó có sẵn. Thứ nhất là khối lượng 8,28 gram muối thì sẽ bài bằng m kim loại. M kim loại của thầy ở đây là sắt là 56 cộng MS42 trừ S42 trừ của thầy. Thầy dùng phương pháp là công thức. Thầy có là S42 trừ bằng Y trên 2 bằng axit chia 2 đó thì bằng 96 nhân với lại 0,5 Y. Phương trình thứ hai là phương trình nó cho sẵn rồi. Đó là phần trăm về số mol. Thầy có X thì bằng 0,375 Y. Đó. Đây phần trăm về số mol. Số mol sắt của thầy bằng 37,5% về số mol axit phản ứng. Giải hệ đây thầy tìm ra X bằng 0,045 và Y bằng 0,12. Kết quả khối lượng sắt của thầy sẽ bằng 0,045 nhân 56. Đáp án là bằng 2,52 gram. Và đáp án thầy có là D. Ok.